Thân chào các đồng nghiệp, chúng ta đang quay lại bản tin an toàn tháng 3 năm 2022 để cùng nhau nhìn lại tình hình an toàn tháng 2 năm 2022. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với sự gia tăng nhanh chóng các ca F0 từ chủng virus mới Omicron, các nhà máy và văn phòng vẫn phải duy trì hình thức làm việc luân phiên và hạn chế các hoạt động tụ tập đông người nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động an toàn của chúng ta như đào tạo tập trung, hội thảo an toàn, kiểm tra an toàn nơi làm việc. Tuy nhiên, tất cả nhà máy và văn phòng vẫn duy trì được mục tiêu là không tổn hại thông qua quản lý rủi ro chủ động và điều chỉnh các thực hành trong thời kỳ dịch bệnh. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung chi tiết. Trong tháng 2 năm 2022, công ty chúng ta đã thực hiện 334 lượt kiểm tra an toàn, trong đó có 179 lượt kiểm tra các biện pháp kiểm soát rủi ro đạt 67% so với chỉ tiêu 50%. Có 15 lượt kiểm tra biện pháp kiểm soát được xác định là không hiệu quả liên quan đến các lĩnh vực sau: 1. Thiết bị di động. 2. Lưu trữ vật tư và hàng hóa. 3. Cấu trúc. 4. Hóa chất. 5. Chằn buộc hàng hóa. Trong tháng 2 năm 2022, chúng ta ghi nhận hai sự cố chủ động có nguy cơ cao tại nhà máy Lysac liên quan đến quản lý thép khổ hẹp và kiểm soát nồng độ cồn. Sau đây là chi tiết của sự cố. Vào 8 giờ sáng ngày 21 tháng 2 năm 2022, nhân viên bảo vệ tiến hành đo nồng độ cồn kiểm tra theo quy định kiểm soát an ninh và phát hiện một tài xế nhà cung cấp vật tư vào nhà máy dương tính với nồng độ cồn ở mức 0.66mg trên lít khí thở so với quy định là 0. Ngay lập tức, tài xế được yêu cầu vào khu vực nghỉ ngơi và được tiến hành kiểm tra lần 2 xác định âm tính trước khi cho phép quay trở lại công việc sử dụng phương tiện của mình. Bài học rút ra sau sự cố: việc chủ động kiểm soát đo nồng độ cồn giúp cho việc phát hiện sớm sự không phù hợp về sức khỏe và tinh thần của lái xe, giúp chủ động kiểm soát và loại trừ rủi ro trước khi vào nhà máy khi điều khiển các phương tiện có độ rủi ro cao. Sự cố 2. Khi thực hiện thanh kiểm tra an toàn tại khu vực theo định kỳ, nhóm kiểm tra đã phát hiện một cuộn thép 3 tấn được đai từ 3 cuộn thép xẻ nhỏ, có gắn nhãn nhận dạng thép khổ hẹp đang nằm tại khu vực lưu trữ thép cuộn. Cuộn thép có nguy cơ ngã đổ, theo quy định phân loại phải được lưu trữ trong chuồng chống ngã đổ. Ngay lập tức, nhóm kiểm tra báo cáo cho người quản lý khu vực và giám sát di rời cuộn thép vào đúng nơi quy định. Bài học rút ra sau sự cố: việc kiểm tra các biện pháp kiểm soát đặc biệt rủi ro cao tại khu vực làm việc có giá trị cho việc kiểm chứng lại sự hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hiện hữu để chủ động phát hiện và ngăn ngừa các tai nạn trước khi nó có thể xảy ra. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn tiêu chuẩn cho việc nhận dạng và quản lý thép khổ hẹp tại nhà máy Lysac, anh Nguyễn Bích Sơn, nhân viên quản lý và vận hành kho thép cuộn, sẽ chia sẻ cho chúng ta cách tính qua đoạn chia sẻ ngắn như sau. Chúng ta cũng thép không quá 2.5 lần một cái chiều ngang của cái thép. Còn đây là một cái cây thước để mình đo cái thép mà biết nó còn như trong như các hạn ở đây. Ở đây là cái chiều ngang nó là 2.95. Đây cái công cụ để công ty mình đo cái thép thép này đó là nó có dưới cái bịch là gớt 2.5. Đây là thép nó nằm mức này, nó là không phải con có hẹp rồi, tương ứng với số này rồi. Rồi qua bên đây một thép này cái gớt nó cũng là 2.95, nhưng mà ta sẽ dùng cái thước này, chúng ta sẽ đo cho đây thép này nó cái một này nên thép này nó sẽ có hẹp. Xin cảm ơn anh, chúc anh một ngày làm việc hiệu quả và an toàn. Sau đây chúng tôi xin điểm một số hoạt động nổi bật trong tháng 2. Hoàn thành đào tạo an toàn nhóm 2 theo quy định pháp luật. Bắt đầu triển khai các hành động cải thiện văn hóa an toàn trong năm tài chính 22 thông qua hai chủ đề chính. Thứ nhất, trao quyền cho đội ngũ quản lý trực tiếp. Thứ hai, tinh giản các thủ tục trong hệ thống kiểm soát công việc. Bàn giao tiêu chuẩn đầu chụp bảo vệ trong quá trình chuyển tôn trên đường cho khách hàng phân khúc dân dụng. Sau đây chúng tôi trân trọng thông báo những cá nhân đạt giải ngôi sao an toàn của tháng. Giải thưởng tháng 2 2022: ngôi sao an toàn của tháng nhà máy Lysac, anh Nguyễn Hồng Sơn vận hành máy. Ngôi sao an toàn của tháng nhà máy Phú Mỹ, anh Vũ Tuấn Trọng vận hành cẩu trục. Các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với phần câu hỏi an toàn của tháng, tôi xin công bố những người đạt giải trong tháng 2.
Lê Việt Diễm Tuyết, Phạm Thị Phương Thảo, Đinh Thị Nhung. Chúng ta xin gửi lời chúc mừng đến những nhân viên đã đạt giải. Phần thưởng sẽ được gửi đến các bạn trong tháng 3. Như thường lệ, phần cuối bản tin sẽ là câu hỏi về môi trường tháng 3 năm 2022. Hãy nhanh tay gửi câu trả lời đúng nhất trên cuộc play scam với hình ảnh minh họa của chính mình hoặc đồng nghiệp để có cơ hội nhận các phần quà từ ban tổ chức. Bạn hãy cho biết ý nghĩa của giờ trái đất là gì? Bạn sẽ hưởng ứng giờ trái đất bằng hành động nào? Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh minh họa mà bạn và gia đình đã làm để hưởng ứng sự kiện này. Vào đêm diễn ra giờ trái đất 26 tháng 3 2022, chúng tôi sẽ dành thêm một món quà đặc biệt cho bức ảnh có ý nghĩa nhất liên quan giờ trái đất. Bản tin an toàn tháng 3 năm 2022 xin tạm khép lại. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin an toàn tháng 4 năm 2022. Xin trân trọng cảm ơn.